một vật dụng bằng gỗ, không biết là để làm gì nhỉ? Lại một chút thứ hai, trông như là cái khuôn làm xe oải, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cái khuôn làm xe oải nó to như thế này. Và đây là cái thứ ba. À, hay là đồ chơi trẻ con nhỉ? Có phải như vậy không? Trông rất là lạ, tôi nghĩ sẽ phải đi tìm hiểu xem vật dụng này được sử dụng để làm gì. Con chào các cô ạ. Con đi trong làng thấy có rất nhiều những cái vật bằng gỗ này, không biết là dùng để làm gì ạ? À, cái này thì tuyệt đối bí mật rồi. Còn thì muốn biết thì đi theo chúng tôi sẽ bật mí. Dạ vâng ạ. À, các cụ ra đây rồi. Có đúng là các cụ con vừa gặp lúc nãy không ạ? Vâng, đúng quá. Sao các cụ lại tự nhiên mặc áo the khăn xếp đẹp thế? Cụ định đi lễ hội hay sao mà thay đổi? Chính là có cái khuôn này mới làm nên cái khăn xếp này. À, để phục vụ cho việc lễ hội của làng và của cả nước. Đây là một nghề truyền thống của làng chúng tôi, đã có từ thời xưa đến nay. Hay quá, con đã đến làng mình rồi thì con xin phép các cụ cho con được học nghề làm khăn xếp của làng mình các cụ nhé. Bác Vinh ơi, tại sao ở trên những cái khuôn cho thấy có cả những cái con số ghi này, như đây là 60 này, nghĩa là sao? Rồi, đây cũng là một cái nét đặc trưng riêng. Mỗi một khuôn mang một cái số thứ tự khác nhau. Đây là số đo của các vòng đầu, cũng tượng trưng như thể là số đo của cái khuôn sẵn. Cái này thì không biết là có vừa đầu cháu không? Cái nào thì là vừa? Tức là mình ướm như thế này hả bác? Của anh số đầu chỉ có 5-6 thôi. Nếu anh không tin anh cứ đo đúng số đầu vào cái khuôn này xem có chính. À đây có thước dây để cháu đo thử luôn nhá. Rồi. Xưa nay người ta chỉ nghe đo vòng 1, vòng 2, vòng 3, chưa bao giờ tôi nghe đi đo vòng đầu cả. Rồi. Đây bác nhìn cháu xem là bao nhiêu. Rồi. Đúng 5-6 thật. Đúng 5-6. Wow. Mình cứ hy vọng ở đầu mình phải cỡ 60 vì người ta bảo đầu càng to thì số IQ càng lớn. Thôi 5-6 là cũng được rồi. Trước hết công đoạn đầu tiên là ta muốn vào cái khuôn này là ta phải dùng miếng lót hoặc là cái vải sơn này. Ta vào vải sơn với cái khuôn định sẵn. Tiếp tục tháo ra để dùng kim chỉ ta đính cố định phần vải sơn. Khi vào khuôn lưu ý có hai vấn đề. Cái thứ nhất là chữ nhân bao giờ cũng phải quay ra ngoài. Cách vào là vào từ từ. Vào từ từ, đến khi bao giờ cái vải sơn này nó bằng với vai của khuôn. Một là để cho dễ quấn, và hai nữa sau này nó đẹp khăn. À, gọi là khăn xếp có nghĩa là ta xếp trần trần từng bước một sao cho nó đều, khoảng cách, độ dốc, độ cân bằng cho nó đều. Các nếp không bị gập ghềnh, đấy là gọi là cân bằng mặt khăn. Có một điều mà tôi cũng chú ý lúc này đó là ở cái phần đầu của khăn thì dày dặn hơn rất nhiều so với phần sau. Chính là bởi vì chúng ta có những cái nếp giả đã được gắn vào từ ban đầu. À, nếp giả thì lại chia thành nhiều nếp giả. Một là nếp giả ngắn, nếp giả dài. Và cái tiếp tục như vậy theo cái vòng quấn. Hễ khăn nhiều xếp thì nhiều nếp giả. Mà khăn ít xếp thì ít nếp giả. Có tác dụng để cho mặt nó vươn và đằng sau nó nhẹ đi. Đấy, cái nếp giả nó làm đẹp cái khăn đi. Hoàn thành một chiếc khăn xếp do tự tay tôi làm ra. Ôi. Ngày nay thì những chiếc khăn xếp không còn phổ biến trong cuộc sống của những người dân nữa. Thế nhưng nó vẫn không thể thiếu trong những dịp lễ hội hoặc là trong những chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Và từ lâu đời, áo the khăn xếp, một nét đẹp bản sắc văn hóa của dân tộc trong mắt những bạn bè quốc tế.